Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình lại đi tới thăm trại ong của thằng cháu mình đây. Đây trại trại mình là ở đây. Đây nha các bạn nhá. Còn đây là trại ong của thằng cháu mình, mời các bạn đón xem nhá. Đây là chủ trại ong này. Đi giới thiệu. Đây là Châu. Đây là nó đấy. Đâu nhỉ? Đường lên lối nào nhỉ? Đây các bạn nhé. Đây mình chỉ zoom gần xa thôi. Thăm trại của nó xong mình lại quay về để thăm trại của mình nhá. Đây có tổ. Trại ong này là trại ong làm lại nhá. Bắt ở rừng về. Bắt ở rừng về kiểu họ bóc rồi cậu ta lại bóc ở rừng về treo các bạn ạ. Đây ở cả một trại có tổ này to nhất, mình quay cho các bạn xem nhé. Đây ở cạnh chuồng trâu luôn các bạn ạ. Ong này là ong coi trâu ấy. Đây tổ này là tổ to nhất trại các bạn nhé. Tối nay mình cũng chỉ cho nó bắt. Rồi ok mọi người nhá. Hôm nay là mùng 7 tháng 9, mình bắt đầu lại đi quay cho trại ong của mình cho các bạn xem này. Và mình xem nó phát triển hay không phát triển thế nào. Và mình sẽ lý giải tại sao là ong của các bác hay bị như kiểu là bị ngộ độc ấy. Rồi đây rồi, đây tổ đầu tiên các bạn nhé. Tổ này cũng đang phát triển khá là mạnh luôn. Nói chung giờ là ong vườn nhà mình bây giờ bắt đầu là tổ nào cũng phát triển mạnh nha các bạn nhé. Đây, bởi vì giờ ruộng đã bắt đầu cúi hết rồi nhé, thì họ sẽ ít phun thuốc thì ong nó lại phát triển mạnh lại bình thường nhá. Như hôm nọ là ong nó như kiểu ăn phải thuốc sâu nên con nó rất yếu nên xây tổ rất kém các bạn, chứ không phải là ai hạ độc hay gì đâu. Đây dạo này nó lại bắt đầu phát triển nới tổ là cực kỳ to luôn. Mấy bác cứ bảo là họ hạ độc chứ ong ve toàn đi ăn phải cái đám con sâu bị thuốc ấy. Tổ này cũng bình thường, tổ này cũng bắt đầu phát triển khủng, ăn ong ăn phải cái sâu bị thuốc là nó hay bị chậm phát triển, với lại ong nó bị yếu đi, nó phần một chết đấy các bạn ạ. Khu này là khu em có nhiều tổ nhưng mà em cũng chỉ treo thức ăn ở một hai chỗ. Đây khu này là khu em hay treo thức ăn các bác nhá. Đây là con này là con cò, em đi đánh lưới được là em treo cho nó luôn. Đây là con rơi rơi nha các bác nhá. Cứ mình có con gì cứ con gì thịt nên thịt là mình không ăn là lại thải cho nó ăn các bác nhé. Hôm nọ em bóc 3 tổ chưa chắc nhộng đâu các bác ạ. Em lần đầu tiên em nuôi nên em chưa biết khai thác vào thời điểm nào cho hợp lý. Khả năng là phải gần rằm trung thu thì em mới khai thác các bác nhé. Bởi vì ong giờ vẫn phát triển kinh khủng lắm. Em sẽ zoom lại cho các bác xem nha. Em tại em lười xuống. Tổ góc kia cực kỳ to luôn. Đây. Ở chỗ này còn
trên cái tổ này, chỗ này còn một tổ nữa các bác nhá, bên này còn tổ nữa mà em lười xuống. Rồi. Đây, đây có tổ, tổ đám tổ bé bé là em cuối mùa em mới bắt rồi. Em treo các bác nhá. Em đi bóc ở trên rừng vì thấy tổ bé quá, em không bỏ bóc, em lại bắt về treo thôi. Đây mà giờ nó cũng được, cũng khá là to, cũng được khoảng cân. Con tổ này thì phát triển cũng cực kỳ phát triển luôn nhá. Tổ này cái nón không to bằng như các bác nhá. To hơn cái nón, nhìn vậy thôi. Tổ này cũng phát triển cũng bình thường. Ở đằng kia còn một tổ mà xa em chả quay nữa các bác nhá. Tổ nào phát triển tốt thì em quay các bác xem. Tổ nào bé thì bỏ qua. Không biết giá ong ở các vùng các bác thế nào, chứ giá ong của em hiện hôm nay em không đi khai thác. Giá ong hôm qua của khu Chiêm Hóa Tuyên Quang của bọn em là 140.000 một cân nha các bác nha, cả sáp. Đây, đám tổ này treo sau thôi mà cực kỳ phát triển luôn. Đây, tổ này bắt đầu hãm rồi này. To thì to, lúc to còn từ lúc bé thôi, bây giờ cũng bình thường. Nó cũng không nới mấy các bác nha. Tổ nào giờ tổ nào bé nó mới nới. Này bắt đầu lên chóp rồi. Như tổ giữa này là lên chóp này. Tổ kia thì em đặt miếng ván nó không lên được. Tổ đấy cũng to hơn cái nón này tổ này. Tổ này không phát, tổ này cũng bình thường. Ba tổ này treo cùng một hai ngày đấy, nhưng mà tổ kia vẫn phát triển căng. Đây trong này còn hai tổ bự nữa, nhưng mà thôi em chả quay nữa. Đây tổ này lúc đầu em bắt về còn mỗi bánh tầng thôi mà giờ nó cũng phát triển kinh khủng luôn. Trong kia còn một tổ bé nữa. Đó, các bác thấy vằn vằn nhá. Đây giờ em sẽ quay cái tổ em ghép hai cho bác xem nhá. Đây. Nếu các bác muốn ong phát triển mạnh thì tốt nhất các bác cứ ghép hai tổ làm một cho nó phát triển cực kỳ mạnh nhé. Cái tổ này như kiểu mất chúa, em đã thêm bù chúa cho nó này. Bây giờ lại bắt đầu phát triển lại bình thường. Đây tổ này cũng được. Tổ này là em cũng cắt muộn về treo. Đây, tổ này cũng phát triển lúc còn bé to mà giờ cũng phát triển cũng bình thường, nhưng mà cũng gọi là khá là ok luôn. Giờ nó chỉ đạt khoảng cân 6 cân 7 rồi. Nhưng mà giờ chắc khả năng là chưa chắc nhậu. Em dùng bằng máy quay bằng điện thoại nên em cũng lười cắt ghép các kiểu nha các bác, xem thông cảm em là em quay trực tiếp cho các bác xem luôn chứ không chèn nhạc các kiểu vào đâu nhá. Nên các bác thấy hay không hay em quay văn nghệ cho bác xem tí thôi, các bác đừng gạch đá em là được. Theo kinh nghiệm của em là hầu như là ong bây giờ mới bắt đầu phát triển là mạnh và càng mưa nó càng phát triển nha các bác nhé. Đây, càng mưa nó càng dễ xây tổ. Tổ này em treo muộn, hầu như là ong vườn của em toàn về cuối cuối em mới bắt đầu bắt về treo, chứ đầu mùa cũng chả được mấy đâu. Em treo từ bắt đầu từ như tổ này em bắt đầu treo từ khoảng mùng 4, mùng 5 tháng 7 này. Còn tổ treo sớm nhất là mùng 3 tháng 7 nha các bác nhá. Chứ em không treo, không đi bắt được sớm bởi vì lúc đấy ong còn bé, tìm nó khó.
Đây. Tổ này cũng to đấy các bác nhá. Bây giờ ong của em hôm nọ em khai thác ở trên này, khai thác mấy tổ trên này, giờ đám tổ xung quanh nó ác, cho nên là đây tổ này lên chóp em nó bẻ chóp luôn này. Đây, vừa quay vừa sợ các bác nhé, bởi vì em cởi trần này. Như bây giờ đây em cởi trần đây nhá, như bây giờ mà mặc quần áo bảo hộ là không đứng thế này đâu các bác nhá, ong nó ra tấn công ngay ấy. Đây tổ này hôm khoảng cách đây 7-8 hôm em khai thác là được 1 cân 7 các bác nhá, khai thác thử thôi chưa chắc nhậu, được 1 cân 7, giờ nó lại phát triển cũng là gọi là giờ nó to, nói chung là cũng to to rồi. Đây các bác xem cũng thấy dưới này em còn một tổ gây mê nữa, nó cũng không phát triển mấy nhá, còn bên này còn 3-4 tổ nữa, một tổ thì em cũng bao rồi, bởi vì cái tổ này em cũng không lười qua, em sợ nó đốt. Ở dưới kia còn 2 tổ cũng bé, cũng không bằng cái tổ này đâu, bé hơn tổ này, nhưng mà em lười qua cái tổ bóc kia, sợ nó đuổi, đang cởi trần. Đây, bây giờ em lại xuống nhà quay cho các bác xem mấy tổ khủng nữa. Nói chung là ong em nếu mà tổ nào to nhất thì cũng gần đạt, chắc đạt khoảng 2 cân các bác nhé, nếu mà chắc nhậu. Đây những tổ bé em treo cuối vụ này, những tổ nào bé em bắt thêm chúa và em thả vào có thấy nó bắt lại bắt đầu phát triển các bác nhé, chắc là con chúa nó yếu quá. Bây giờ lúa ở đám cánh đồng họ cúi hết rồi, họ không phun thuốc rồi thì nuôi cũng yên tâm hơn. Đây 2 tổ này, một tổ là em treo đầu vụ, một tổ là em treo cuối vụ nha. Tổ này là treo đầu vụ, tổ này cuối vụ. Tổ này cuối vụ. Đây, tổ này ghép 2 rồi cũng không ăn thua các bác nhé, chắc là con chúa nó yếu, em vừa thêm chúa cho nó, tổ kia cũng phải thêm chúa nó mới bắt đầu phát triển mạnh. Đây. Tổ này em ghép 2 nhé. Đây. Chiêu to khổng lồ luôn. Lúc đầu 2 tổ bằng nắm đấm này nó ngộp rồi nên em ghép 2 và giờ nó to, cũng gọi là ngang ngửa những tổ ong to trong vườn. Tổ này cũng là đỉnh, tổ này giống ong treo nhá, không mặc quần áo nên em quay hơi hoang mang các bác. Lại là một tổ treo mái nhà này. Thôi đến đây là tổ cuối các bác, em chắc kết thúc video đây. Các bác thấy hay nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em và tiếp tục làm video khác nha. Chào các bác.